cái khả năng phát triển của con người mình về cái tư duy và những cái suy nghĩ nó bị hình như là lạc hậu. Hello cả nhà, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Thì hôm qua Hào vừa xem được một cái video mới ra của diễn viên Minh Dự được mang tên là Phán Xét Tập 2 về chủ đề cơm. Thì Hào rất là thích và Hào thấy là cái thông điệp ở trong này nó rất là bổ ích mà nó phản ánh đúng cái tình trạng hiện tại trong cái xã hội hiện nay của chúng ta. Nên là Hào nghĩ làm cái reaction này á, nó sẽ một phần nào mà giúp có thể lan tỏa được cái thông điệp mà cái video đó đang muốn truyền tải đến cái xã hội cũng như là những người khán giả của diễn viên Minh Dự, và hy vọng rằng chúng ta sẽ học được những cái bài học thật là bổ ích sau khi mà xem cái này. Rồi nếu như mà mình có thể thay đổi được cái cách nhìn về những cái sự vật cũng như là những cái hiện tượng tiêu cực này để mà có thể hướng theo một hướng tích cực khác để giúp cho xã hội và con người chúng ta phát triển một cách tốt đẹp hơn. Không nói gì ghê gớm quá, nhưng mà đây là những cái vấn đề mà hình như là nó rất là nhạy cảm, và nếu như mà nói không đúng thì sẽ bị phản cảm. Nhưng Hồi nghĩ là mình vừa đã làm được cái tập rất là hay, nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Có Ngọc Phước, Hở rất là thích Ngọc Phước tại vì cô ấy rất là vui mà xàm lắm các bạn. Hai nhỏ kia có quay không? Hay đứng đó già chuyện? À, dạ. Mấy cảnh này xúc động gần chết không quay. Rồi, diễn. Hở. Cười lên anh trai, cười lên. Trời ơi, bỏ đi, cô cái nết kìa, cô cái nết xin cơm từ thiện mà chơi cơm dở, bỏ đi. Không, cái dòng này là tẩu nét, đứng ở đây dằn co, đợi người ta năn nỉ xong mới quay. Tụi bay sao ngộ quá, nhiều khi nhà người ta phải ám hối tại vì gấp đó. Cười cái cười. Cái này là cái phản ánh một cái vấn đề bây giờ là người ta thích đem cái chuyện mà đi làm từ thiện hay là đem cái chuyện mà mình làm những cái điều tốt lên mạng xã hội và khoe với những người đó, mà quên đi rằng á, là cái điều bạn làm á, là tốt cho bạn và tốt cho những người mà bạn muốn đem điều tốt, chứ không có tốt cho những cái người nhìn vào và có thể trầm trồ là tán thưởng bạn. Nếu như mà bạn những cái điều mà làm thật ra từ bên tâm con người chúng ta thì mình sẽ không cần người khác tán thưởng, mà mình là cái người hiểu mình đang làm gì là đã tốt rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp. Dạ không chị ơi, em bệnh á, em mệt quá em không có cười nổi. Thì cười cái đó về lẹ lắm. Dạ không, em cười không có nổi chị ơi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc, cười cái phẻ liền à cưng. Thông cảm cho em mệt quá em chị. Phẻ liền à cưng. Chị về đi. Ủa, cho em xin hộp hả chị? Bệnh ăn cháo chứ ăn cơm làm gì. Nhìn cái mặt là nghi đóng giá rồi. Dạ. Chị, cái khúc này vô nhân đạo quá. Vậy, các bạn có thấy là cái vấn đề hai cái người mà đã cầm cái máy điện thoại quay là bây giờ ở Việt Nam là hình như là tràn lan luôn á. Và họ gọi họ là YouTuber, là thật sự là cái này không phải là YouTuber, mà cái này là đồng ý là họ quay, họ bỏ công sức và thời gian ra, nhưng mà đi làm cái chuyện mà dù mà cảm thấy mà làm cho người khác hạnh phúc và đem một cái điều tốt với người khác thì làm, còn làm những cái chuyện này mà họ thấy hơi là bị hơi sao, họ không có muốn là mình sẽ comment những cái chuyện người ta làm. Nhưng mà ở khúc cuối thì lại còn mắc cười nữa, họ sẽ nói thêm nhiều khúc cuối khúc này nha. Em giữ không? Cương nhìn nhận đúng rồi đó, cắt khúc này cho chị. Dạ. Trời đất ơi, cắt gì rách dữ vậy? Em khổ lắm chị. Đâu coi coi. Hai lỗ phải không? Dạ, hai lỗ. Hai hộp.
hai lỗ là hai hồn. Ok chị. Muốn có bầu hả em? Dạ. Trời đất ơi, thấy chưa? Thời buổi khó khăn phải biết làm phước nghe không? Một hộp cơm vậy cứu được hai mạng người đó. Dạ không, chị hiểu lầm rồi. Cái này là mập thôi chứ không có bầu. Cái bụng nhỏ liễu có bầu chứ mập sao mập? Không, mập thiệt. Cái bụng này là có bầu. Mập. Thời buổi thì đâu có ai kỳ thị cái chủ quan đâu mà làm sợ gì vậy? Nhưng mà em mập thiệt mà. Chứ cơm lẻ đi mệt quá hả nè. Rồi tôi nè. Rồi. Nhỏ này, ở đây. Rồi anh cưng. Dễ thương quá. Thôi chị nha. Ghê không? Có bầu đó. Mà sao không dám nhận biết nữa? Ác ghê, ở bầu quầy viện mà chồng cũng để đi xin cơm. Chồng mày chủ quan mà, con đẹp lắm. Gì rách dữ vậy không? Chị nói là rách lỗ chị cho một hộp. Em nhà em có cái áo này, mặc áo này. Người ta là rách nghèo khổ. Cương rách kiểu thủ công công nghiệp gì á. Chỉ như rách bằng tay vậy trời. Thôi đây. Các bạn thấy không, nghèo mà còn được đánh giá trên là nghèo bao nhiêu và nghèo bao nhiêu lỗ nữa. Chị không có tính, của cưng 6 hộp đó. Trời ơi, nhân đạo quá chị ơi. Cảm ơn. Nó nghe nè, mặc mấy cái áo này bớt đứng kế gốc cây nghe không? Sao chị? Ông nó bu lại làm tổ cái thấy bà. Rồi, chị nói sao chứ chị áo mặc cái áo bông không? Áo này ông nó bu, nhìn như thằng Hương. Trời ơi, xin cơm mà cái miệng này lẻo mà nó không câu cãi câu trời. Thôi kệ ta cưng, mình làm phước mình phải chịu đựng. Dạ. Gì vậy trời, mặc đồ lành lặn đẹp đẽ đi xin cơm người nghèo vậy cưng. Mặt mày sáng sủa tham lam dữ vậy trời. À, mặt mày sáng sủa đẹp trang, mặt đẹp gọn gàng vậy mà xin cơm từ thiện. Nhưng mà thấy cái vấn đề này là đâu phải là ăn mặc sáng sủa, gọn gàng là không được đi xin cơm đâu. Tại vì đâu phải là bạn nhìn người ta ở cái bề ngoài mà hình như là có cái câu là don't judge the book by the cover, có nghĩa là đừng có đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó. Thì thực sự đây không phải là một cái vấn đề mới, mà đây là một cái vấn đề mà nó đã là một cái vấn đề trong cái xã hội hiện nay. Và người ta sẽ nhìn bạn từ trên xuống dưới, từ ổn chân, mà người ta không cần biết bạn là ai, đánh giá bạn qua cái vẻ bề ngoài. Mà không phải là, hình như là ngay cả chính bản thân mỗi chúng ta đều có cái điểm đó nữa. Nhưng mà họ nghĩ là mình nên là cố gắng đừng có bị cái điều đó chi phối trong cuộc sống mình nữa. Vì biết đâu được người đó là một người tốt thì sao. Hãy coi tiếp. Chị ơi, cho em lấy cơm. Hết cơm rồi cưng. Ủa, em thấy ở đây còn nhiều mà chị. Còn cơm cho người nghèo, hết cơm cho người giàu rồi. Nhưng mà em lấy cho. Cho em chứ cho ai nữa. Mày đặt giả bộ nữa hả cưng? Trời đất ơi, đi xe tay ga, mặt đầm lỏng lẫy, mặt mày sáng sủa, đi dành cơm người nghèo làm sao vậy? Nhưng lại, đây không là một cái mà, tại vì nếu mà bạn nói bạn làm từ thiện á thì một người lấy một phần hay sao đó thì ai xin thì bạn cho đi. Tại sao mà bạn quan tâm đến cái việc là người ta ăn bận ra sao, người ta chạy cái gì, người ta làm cái gì? Và mình cũng đâu có biết cái câu chuyện đằng sau là sao, đúng không? Thì đây cũng là một cái vấn nạn mà họ nghĩ là nếu mà bạn nói bạn làm từ thiện, bạn cho từ thiện và ai tới thì bạn cũng cho, thì hãy dẹp đi cái chuyện là mình gọi là filter, đó là xem người này ăn bận thế nào, thế nọ thì mới được nhận cơm. Bạn phải là một người nghèo, bạn phải ăn mặc rách rưới, bạn phải bần cùng là một cái từ rất là nặng để mà nhận được những cái phần này. Thì biết chăng đâu là bạn đang cho rằng bạn là một người tốt hơn người khác, bạn trên những người khác. Bắt đầu tiếp theo. Mẹ lại bỏ bịch xuống rồi đó, không cần bịch hoài đâu. Đẹp mà tham, đẹp nữa. Đẹp giàu mà tham này mọi người ơi, mọi người truy tìm cô gái trong hình nha. Trời ơi, cái dòng này đi chơi trai nè, tối qua lát chị có hết tiền nè, giờ đi xin cơm cho chồng ăn nè. Liên quan gì đi chơi với trai rồi đi lắc rồi đi xin cơm cho chồng ăn. Những cái người mà như hai cái người mà cầm máy quay phim là những cái người mà rất là nên phê phán và đáng lên án. Tại những người đó là những con người
dùng lời lẽ để có thể mà hãm hại người khác qua lời lẽ chứ không phải là qua hành động. Đó là một cái điều gián tiếp mà còn ghê rợn hơn. Biết làm sao mà không được nhận cơm là tại vì cái áo đó là cái theo một cái trái tim, mà cái trái tim đó là một cái trái tim của một cái hiệu, của một cái áo rất là phổ biến. Bởi vậy có thể là khi mà nhìn nó thì cứ nghĩ là áo hiệu. Ủa? Rồi nếu bạn đồ hiệu thì bạn cần chi mà đi xin cơm đúng không? Con đi đâu vậy? Hả? Đi lấy cơm về, mùa này tao phát cơm thiện nhiều lắm. Con đi lấy cơm con mặc đồ này hả? Thì có sao đâu mẹ, ra đây lấy xong về liền mà. Con khóa cái áo vô cái đã. Làm gì làm, nhà mình phải tươm tất chút xíu không? Nghèo gì nghèo phải đi. Nghèo cho sạch rách cho thơm. Con đi về liền. Khóa cái bạn trẻ Việt Nam giờ xinh quá. Con muốn đi đâu mà con đi. Cao nữa. Ôi, mẹ giá áo xong có nhìn đẹp hẳn luôn á. Cái áo rách này cái túi một lỗ mẹ giá lại đó. Được không? Quá trời quá đất luôn, quá trời quá đất luôn nè. Hôm qua mình quay 2 triệu lượt coi comment. Dừng. Cái khúc này là muốn nói về là cái này là tại vì Việt Nam mình nó là có đồ giả nhiều quá nên là những cái này nó tràn lan ra ngoài, và cái hình trái tim nó cũng có hình giả. Bởi vì người mình có rất là nhiều đồ giả như thế mà tại sao bỏ lên cái áo thì cứ tưởng là áo hiệu nhưng thật sự đó không phải là cái áo hiệu. Cái này cũng là tại Việt Nam mình thích xài đồ giả các bạn ạ. Tiếp theo nhé. Bên quá trời nè. Trời ơi, nó chửi con nhỏ đó không ra cái giống ôm gì luôn mày ơi. Nè, con nhỏ thì nó ác lắm. Nó chửi cái này là gì phải không? Nhỏ không học, lớn lên làm chị áo đỏ. Trời ơi. Chửi mà duyên chứ. Trời ơi. Này còn nặng hơn, chửi này chửi đầu cha chửi xuống luôn nè. Gì? Ai mà làm ba má nhỏ này chắc thất đức lắm, kiếp trước phải thua với mẹ kiếp này đẻ ra nhỏ này. Trời ơi. Ác mồm ác miệng. Mà mấy này nó xiên quá ha, ăn ngại không làm chỉ chứng lên bình luận nữa mà. Tụi mày nhảy liên tục luôn nè. Ờ vậy tính là hot á. Ờ được quá ha. Còn chửi thằng này nữa, chửi thằng này. Còn sức lao động chứ có bị liệt đâu mà đi xin cơm. Chừng nào liệt nằm một chỗ đi, người ta bưng tới tận họng cho. Ôi ủi á thiệt á. Nè, nó ghi nè. Ta mà có xe ủi lô, tao lấy xe ủi lô tao cán thằng này luôn. Ôi ôi. Ê, mày thấy con nhỏ đồ. Mày xe tay ga. Thằng này chắc là dân nghiện ngập chất gì nè. Bởi vậy nó có tiền đâu, phải cái xuất cơm thiện. Trời ơi, mặt thôi, nó chạy, 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 nó chạy. Mà bây giờ YouTube là một cái công cụ mới để mà kết nối với con người với nhau. Những cái này á là hình như là nếu bạn đi vào những cái YouTuber mà làm những cái này đó, là các bạn đọc bình luận á, mệt nghỉ luôn. Mà nhiều cái là không hiểu tại sao mà họ có thể bình luận như vậy, trong khi họ không biết được là cái người đó trong cái hoàn cảnh đó như thế nào. Chỉ ngồi ở nhà và chỉ bấm bình luận thôi. Đồng ý là mình nói lên cái suy nghĩ của mình đó, nhưng mà các bạn nghĩ đi. Thứ nhất là có ai muốn nghe cái suy nghĩ tiêu cực đó của các bạn hay không, và thứ hai là cái suy nghĩ đó sẽ không dẫn các bạn đi đến đâu cả. Bạn chỉ nói cho đã miệng bạn thôi. Nhưng bạn có nghĩ rằng á, cái người trong cái hoàn cảnh đó họ sẽ cảm giác như thế nào nếu như mà họ đọc được những cái này? Và họ sẽ có nhiều người họ nghĩ quẩn. Giống như họ thấy là nghệ sĩ bây giờ làm YouTube cũng rất là nhiều, mà mấy anh chị em nghệ sĩ đó là hình như là rất là nổi đoá lên luôn. Tại vì những cái comment rất là vô lý và vô duyên. Đồng ý là họ là người của công chúng, họ sẽ không có care nữa. Nhưng mà đôi khi là người ta nghĩ là những cái lời lẽ sẽ không có làm tổn thương người khác, nhưng mà lời lẽ làm tổn thương người khác còn nhiều hơn là những cái hành động.
Bởi vậy, chúng ta phải nên, và đây cũng gọi là nghiệp đó các bạn, nghiệp lắm. Nghiệp đó các bạn, nghiệp lắm. Tu nghiệp. Ôi là trời. Ê, chút xíu là bà phát cơm nữa. Đi qua quay không? Phải. Đi. Ê, có mặt dày không kìa? Tặng bạn gái gì mặt dày dễ sợ. Quay. Hôm qua tôi xin cơm cho chú này nè, mà chị không cho, chị đuổi tôi đi. Hôm nay tôi thấy chú ngoài đường á, tôi chở chú qua đây luôn. Để mất công chị đuổi tôi đi nữa. Đúng rồi đó cô, cái cháu này tốt bụng lắm. Ngày nào cũng xin cơm cho tôi hết trơn á. Quay tiếp đi. Nhờ hai người với chị á, mà tôi với thằng nhóc xin cơm hôm qua bị người ta chửi quá trời. Chị ơi, vậy cái đoạn bóc phốt này mình có quay tiếp không chị? Nhóc nào? Nhóc này nè. Nó có người ta thương tình, người ta đính chính cho tụi tôi. Chứ không chắc tụi tôi sống nổi quá. Dạ, chú lấy cơm rồi, gọi chú đi sau nha. Con đi trước nha chú. Cảm ơn con nha. Wow, mà bây giờ phương tiện truyền thông như thế này á, ai cũng có một cái smartphone và ai cũng có thể hả xem Facebook, ai cũng có Facebook các bạn rồi. Trời ơi, mà mấy bà hàng xóm còn mệt nữa. Nếu như mà bạn ở trong cái trường hợp này mà mấy cái bà hàng xóm của bạn coi được cái này thì các bạn cứ nghĩ đi, chiều 5 giờ chiều ngồi nghe cục điện đó rồi mà nghe, chắc lúc đó là hả ở trong nhà luôn, mà trong khi á không ai biết là được cái gì đúng cái gì sai. Bây giờ mới đem đồ tới nhà. Mà mình giữ vô cái vai này. Em ơi, hợp dễ sợ luôn. Vậy có hai mẹ con ở trong phòng này sao? Có hai mẹ con ở đây. Rồi chừng nào về? À, sáng là ta mới trả phòng rồi đi rồi. Chuyển đi gấp rồi. Trả phòng hả? Đúng rồi. Mà tôi thấy chị quen lắm nha. Tôi thấy quen lắm á. Đó, thấy chưa? Mà tôi nói hả, tiếng lành đồn gần mà tiếng xấu đồn xa là cái gì nè. Đồ lành lặn đẹp đẽ để xin cơm người nghèo dữ cứ. Mặt mày sáng sủa tham lam dữ vậy trời. Bộ ba má người ta đẻ ra không cho người ta mặt mày sáng sủa, bắt mặt mày người ta tối hù hả? Đúng không? Gì? Cái clip của mình lỡ đăng rồi, giờ chẳng để xóa ta. Tao thấy nhiều view vậy không xóa. Tao không xóa. Tao suy nghĩ rồi. Mình đứng sau cái clip, không ai biết mình hết. Đâu ai biết mặt mình đâu. Đúng không? Có chửi mấy người kia thôi, đâu chửi mình đúng rồi, đâu ai biết mình đâu. Ừ. Nè, vậy được nha. Ơi, tao thấy mày kia có cái đám ma, không biết đám ma ai nữa. Mà nghĩ quá trời luôn, mà mình quay công view. Quá đáng thiệt luôn á. Nghĩ là xong nó sớm. Chứ lẹ. Đi mày. Mà không hiểu là câu view như thế này thì sẽ được cái gì đúng không? Bây giờ YouTube là một cái công cụ làm kiếm ra tiền, nhưng mà YouTuber kiểu này á, thật sự là họ không có nghĩ là chúng ta nên ủng hộ coi á, mà trong khi thời sự thì ai cũng thích những cái tin giật gân, những cái tin mà rất là làm cho chúng ta cảm thấy là phấn khích, bởi vì đó là bản năng con người rồi. Nhưng mà để mà ủng hộ những cái này á, để mà vì có view nên những cái người này mới làm. Nhưng mà làm sao để mà có thể chọn lọc những thông tin mà mình ủng hộ các bạn à. Bởi vì cái này thật sự là không có đem lại lợi ích gì cho bản thân ai cả. Mà cái này chỉ có thể
nhìn thấy những cái video như thế này á, và những cái hiện tượng lên án về bữa giờ báo đài này nọ cũng rất là nhiều á, thì mới hy vọng là mọi người có thể ngộ nhận ra một điều là làm những cái chuyện như thế này á, chỉ có làm hại cho xã hội và cái khả năng phát triển của con người mình về cái tư duy và những cái suy nghĩ nó bị hình như là lạc hậu và không có được mới đi. Tại vì thời buổi bây giờ thì chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau và nâng đỡ nhau để cùng bước tiến lên thêm một cái bước tiến lên phía trước. Mà nếu mà làm vậy thì mình chúng ta đang nắm chùm với nhau là và đi lùi lại. Hy vọng là qua cái video này, hoặc là bạn nào mà chưa xem cái phán xét tập 2 của Minh Dự thì các bạn nhớ xem nhé. Tại vì họ nghĩ đây là một cái thông điệp rất là ý nghĩa trong thời buổi hiện nay mà người mình thì hay bị mắc vào những cái chuyện không đâu như thế này và tốn thời gian. Chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau để mà bước lên phía trước, chứ đừng bao giờ mà làm như thế này rồi nắm chúng ta giật ngược lại và xã hội càng phát triển và chúng ta đang đi lùi lại nếu như mà mình cứ cái đà này và làm những chuyện này mà chưa tính là còn rất là nghiệp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Để lại những comment cho Hào các bạn nghĩ như thế nào về cái video của Minh Dự. Xin chào và cảm ơn rất nhiều. Bye.